Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn cuối mùa dịch sốt xuất huyết có xu hướng giảm, song so với cùng kỳ các năm trước thì vẫn ở mức cao. 4 tháng đầu năm, số bệnh nhân sốt xuất huyết trên địa bàn tăng 2 đến 3 lần so với năm 2018. 4 tháng đầu năm thì thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 21.000 ca sốt xuất huyết, trong đó thì có 3 trường hợp tử vong. Bác sĩ Lê Hồng Nga, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 3 người tử vong do sốt xuất huyết sống tại các quận như là Tân Phú, Củ Chi hay là Bình Tân. Để ngăn sốt xuất huyết tăng khi bước vào mùa mưa, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh tập trung xử lý triệt để các ổ dịch, kêu gọi người dân diệt loang quang bọ gậy. Thành phố Hồ Chí Minh dễ bị lây lan bệnh do khí hậu nhiệt đới nóng ẩm và nằm trong vùng lưu hành của loại muỗi này. Ngoài ra, mật độ dân cư đông đúc, tốc độ đô thị hóa nhanh, xây dựng và phát triển hạ tầng lớn cũng làm tăng nguy cơ sốt xuất huyết lan rộng ở thành phố. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đã có 3.249 ca bệnh tay chân miệng, tăng 19%. Trong khi đó, toàn thành phố hiện cũng đã có 3.671 ca sởi, cùng kỳ chỉ có 7 ca.